cái mình thu hoạch là cỡ này là thu hoạch được rồi chứ đâu có chờ chín đâu. Cái này là già, là nhưng mà lúc mà hôm trước mình hái thì nó chưa có được già, cho nên là mình chừa nó lại. Chứ mình đâu có chờ nó chín đỏ hả? Dạ đúng rồi. Nó già kiểu này là già là nó có cái hạt, có cái hạt à. Là mình đem ra mình phơi. Dạ đem ra mình phơi. Tôi thấy người ta ăn sống nữa, ăn sống dạ, cũng thơm. Cái này là tiêu tiêu xanh nè, cái này gọi là tiêu xanh nè. Kho cá rồi đó ha. Kho cá với lại là hầm lẩu rồi đó. Ồ, lẩu gà rồi ha. Gà tiêu xanh rồi đó. Đó là vậy đó. Rồi. Cái vườn mình hiện giờ là theo bạn nói là nãy là gần 2 hectare bạn. 2 hectare.